Nam đã tiếng gió mưa thét gào của dân Phong Ba, một tình ca lớn lên trong chiến tranh và một tình ca khao khát hòa bình, yêu mến đất nước. Đêm nay chúng ta sẽ nghe lại tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
một đêm ngon.